Nguyên Khôi xin kính chào Tấn Ngộ, quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo vẹp và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyên Khôi và xin kính chào Tấn Ngộ quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi có nhận được hai lá thư qua đường bưu điện. Một lá thư là một vị tên là Tuấn gửi từ Hải Phòng và hiện đang ở Sài Gòn, và có lẽ nhờ một người ở Mỹ gửi từ thành phố Seattle qua cho chúng tôi đã nhận được. Một lá thư của một vị tên là Hoàng Hôn ở tiểu bang Arizona, xin lỗi quý vị. Chúng tôi đã nhận được đầy đủ và những lá thư thì chúng tôi đã có đọc rồi. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi rất tiếc là chúng tôi không có thời giờ để mà đọc lá thư này trong chương trình. Xin quý vị thông cảm cho. Hoàng Tuấn xin cảm ơn rất nhiều là hôm tuần trước chúng tôi có nhờ quý vị gửi tấm hình của hai ông cháu đó. Ông ngoại với thằng cháu ngoại đó, quý vị gửi chúng tôi nhận đầy đủ. Chúng tôi cũng chuyển qua những người nào mà cần đó, chúng tôi đã chuyển rồi. Xin cảm ơn quý vị. Nhưng cái chuyện mà ông ngoại với cháu ngoại thì cũng có một người gửi chúng tôi một lá thư cũng khá dài, chúng tôi xin tóm tắt. Cái nỗi lo của người này là không biết cái đứa cháu ngoại này mai mốt nó lớn lên nó giống ai, thằng nhỏ này nó lớn lên nó giống bên nào, giống bên nội hay là giống bên ngoại. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng là nó giống bên nào cũng khổ cho đất nước cả. Bởi vì khi mà đất nước còn cái chủ nghĩa cộng sản, còn chế độ cộng sản thì nó giống bên nào cũng khổ. Bởi vì nó giống một phía là hại dân hại nước, một phía là tiếp tay để hại dân hại nước, cho nên nó giống bên nội bên ngoại gì cũng khổ cả, đất nước cũng khổ cả nha. Rồi có một cháu nói là hôm trước xem chương trình hai chú, nghe hai chú nói cán bộ Việt Nam ta đạo đức đến nỗi thú vật của dân nghèo nó tự chạy vào nhà. Cháu nghĩ đó là điều sai sự thật, bịa đặt xuyên tạc lịch sử nhằm chia rẽ mối đại đoàn kết dân tộc. Cháu thấy các con thú đó nó chỉ tìm đến đồng loại của mình mà thôi, đó là hành động bản năng mà. Có một cháu là đề nghị khi nào bác trồng lúa qua bên đó thì hai chú kêu gọi khúc ruộng ngàn dặm ở bên đó đó, hãy mang lời của ông Ba Dũng đọc diễn văn hôm 30 tháng 4 và dùng cái loa thiệt là bự đọc cho bác Trọng nghe nha. Bởi vì bên thì qua Mỹ, bên thì nó đánh cho Mỹ Cúc, đánh cho người nhào. Rồi có một cái bài báo của ông viết về ông Nguyễn Phú Trọng đó, nhân cái ngày mà sinh nhật của Hồ Chí Minh, thì bảo rằng là nói như thế này chứ: mỗi cán bộ đảng viên hãy cố gắng xứng đáng là công dân, là công bộc của dân, là học trò, con cháu của Bác Hồ. Mỗi người dân Việt Nam xứng đáng là công dân của đất nước Hồ Chí Minh. Người bạn trẻ này rất là lo lắng, bởi vì như thế này, nếu một ngày nào đó mà người ta công khai Hồ Chí Minh là người Tàu thì kể như là mình đi Đức luôn. Thì đất nước Hồ Chí Minh mà, đất nước hồi nào là đất nước Việt Nam. Ở xứ Mỹ người ta cũng không nói là đất nước Obama, ngay cả ông Washington là cái người mà khai sinh ra nước Mỹ, người ta cũng không gọi là đất nước Washington, người ta gọi là nước Mỹ. Mà Việt Nam mà dám gọi là đất nước Hồ Chí Minh thì cái nỗi lo của cháu rất là đúng. Lỡ một hôm nào đó công bố Hồ Chí Minh là người Tàu là kể như xong luôn. Nghĩa là sông, núi liền. Khỏi mà không lo lắng. Rất là tiện. Rồi thì cái việc mà ông Nguyễn Phú Trọng nói như vậy thì cháu cũng thông cảm nha. Bởi vì đã bảo là lú mà. Nói như vậy là đúng rồi. Rồi. Xin mời Nguyễn Khôi. Thì mà vừa nói cái chuyện ông Nguyễn Phú Trọng, chuyện ông đi Mỹ vân vân, thì có một bài báo trên báo giáo dục .net, gọi là báo điện tử giáo dục Việt Nam đó. Cái nhà đề là ba lựa chọn buộc Trung Quốc xuống thang, Mỹ sẽ tiến vào 12 hải lý. Tờ báo tiếng Anh là tờ Breaking Defense ngày 21 tháng 5 đưa tin ba thượng nghị sĩ trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ đã quyết định lên án các hành động xây dựng đảo nhân tạo bất hợp pháp của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam sau khi Hải quân Mỹ công bố video máy bay tuần tra P-8 bị Trung Quốc sách nhiễu khi đang bay trên không phận quốc tế tại Trường Sa hôm qua trên đài CNN. Thì cái tin này đang là một cái tin lớn, mọi người rất là chú ý đến cái tin này. Đọc xong cái bài báo này thì tự nhiên mình thấy rằng ủa sao cái Trung Quốc này nó không có, đại khái Trung Quốc thì nó Mỹ không công nhận chủ quyền Trung Quốc trên cái vùng đảo đó và yêu cầu là phải giải quyết một cách trong hòa bình ổn định và ngưng xây cất những cái đảo nhân tạo đó. Nhưng mà mình thấy lúc này Việt Nam mình có vẻ thân với Mỹ nhỉ. Nhưng mà mới hôm 30 tháng 4, ông Nguyễn Tấn Dũng còn là đánh cho Mỹ Cúc, đánh cho người nhào. Nỗi thằng cháu ngoại nó phải kêu ông ngoại, ơi còn một quốc tịch Mỹ rồi. Sao bây giờ lại có vẻ là... Từ xưa đến giờ tôi lúc mà còn ở quê nhà đó, tôi vẫn thấy là đảng dạy dỗ cho dân chúng là mình phải xác định đâu đó đó. Đâu bạn đó là đó. Bạn, mà thù là thù. Lập trường phải rõ ràng, mà phải rõ ràng, minh bạch. Thế trong cái hoàn cảnh đất nước của chúng ta bây giờ thì ai là bạn, là thù, người dân biết như thế nào để tuân theo, người để mà đi theo đường lối chính sách của nhà nước.
Lúc thì ông chủ tịch nhà nước của mình hay ông bí thư của mình sang bên Trung Quốc thì hai bên như là anh em, như là ruột thịt, chưa bao giờ có một cái sự cố nào xảy ra phải không Bắt ạ? tay mà bắt tay là Thấm thiết rồi tiếp tục phát triển cái quan hệ tốt đẹp, tiếp tục phát triển, tức là quan hệ đang đang tốt đẹp gì thì phát triển tiếp tục mà. Rồi trước hôm sau cái đất của mình mất đảo, mình mất dân của mình ra ngoài biển thì đánh cá thì bị nó giết chết như vậy. Rồi bây giờ mới hôm 30 tháng 4 vừa rồi thì ông Thủ tướng lại bảo là vẫn đế quốc đế Mỹ quốc cái nó Mỹ ác ác ôn như độc vậy. ác không? Bây giờ thì mà bây giờ mình lại lại bên thế Mỹ với Trung Quốc thì nó lại như thế này thì mình không biết là Mỹ nó bênh Việt Nam mà hay là Việt Nam là bạn của Mỹ hay là Việt Nam là bạn của Trung Quốc, tôi không hiểu. Nó rất là lộn xộn. Rồi tôi có câu trả lời cho anh. Không phải câu trả lời của đảng, của nhà nước, mà của ông Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Ông này thì thưa quý vị thấy những ông mà trong nước mà sau này lên tiếng đó, thì thường thường có cái chữ Nguyên ở phía trước. Nguyên, không còn làm việc nữa. Ha. Thì báo Dân Trí có phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên tư lệnh quân khu 4, nguyên đại biểu Quốc hội, cái nào cũng nguyên cả, không có cái nào nữa cả nha. Thì ông này thì ông nói, ông này thì ông đưa vấn đề ra, ông là người sáng suốt, nhìn thấy thời cuộc. Nhưng mà cái cách diễn đạt đó, nó cũng chưa phù, nó cũng phải nên thay đổi. Thì ông nói như thế này, tôi xin nói một vấn đề xuất phát từ việc này. Năm 1974, Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nhiều người lính phía Việt Nam Cộng Hòa khi đó đã chống lại. Cái câu đầu ông dùng chữ người lính Việt Nam Cộng Hòa rất là đúng. Có hai quan điểm khác nhau, có ý kiến cho rằng những người lính như vậy không thể là những người yêu nước được vì họ là lính ngụy, có lẽ là ông dẫn ý của người khác. Nhưng tôi cho rằng đó là những người yêu nước, Hoàng Sa là mảnh đất của Việt Nam. Ai đến xâm phạm mảnh đất đó thì những người Việt Nam nào chống lại kẻ xâm lược, đó đều là những người yêu nước. Thì khi ông nói về, thì theo chúng tôi hy vọng rằng là khi ông dùng cái chữ lính ngụy đó, là ông dẫn ý của người khác. Chứ còn nếu ông là người đã nhận thấy vấn đề, thì ông cũng dùng cái câu là người lính Việt Nam Cộng Hòa. Là người yêu nước. Thì đó là cái điều rõ ràng. Và ông này là trung tướng đấy nha. Ông nói như thế này. Không thể nói những người cộng sản chống ngoại xâm là yêu nước, còn những người lính ngụy chống ngoại xâm lại không phải yêu nước. Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Ông là dùng lời của ông Hồ Chí Minh. Chắc cậu lâu lâu cũng phải đưa cái bản đỡ ra cho thời điểm phòng thân ha. Bãi đá Chữ Thập do ai chiếm? Rõ ràng Trung Quốc chiếm bãi đá Chữ Thập của Việt Nam. Vậy bất kỳ nước nào kiên quyết chống Trung Quốc trong việc này thì đó là người bạn của Việt Nam. Đấy, nó rõ ràng chưa? Câu trả lời vậy đó. Câu trả lời rất rõ ràng nha. Hiện nay các nước trên thế giới đang cùng nhau lên tiếng để chống lại ý đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Ở trong việc này tôi thắc mắc với anh là và cái ông Nguyễn Quốc Thước là tại sao mà cái hồi đó, cái hồi mà Mỹ mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc đó, thì những người lính Việt Nam Cộng Hòa theo như ông nói là những người yêu nước rõ ràng. Vậy những cái thằng nào mà nó im lặng nước bị mất thì nó là bán nước. Thì mình phải hiểu như vậy. Phải hiểu không mà sao mà nó rõ ra mà cứ bắt mình phải hiểu. Nó thông cảm, ông cũng lớn tuổi, ông là nguyên rồi. Ông nói như thế này: Trung Quốc đang muốn xây dựng một Trung Quốc thứ hai trên Biển Đông. Trong việc này không chỉ Việt Nam mà cả khối ASEAN và thế giới phải cùng lên tiếng để tìm một giải pháp có thể chấp nhận được, không để cho Trung Quốc hay bất kỳ một nước nào độc chiếm Biển Đông. Và ông nói là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là do ông cha ta để lại cho chúng ta. Hôm nay chưa đòi được thì mai đòi. Thế kỷ này chưa đòi được thì thế kỷ sau chúng ta đòi. Trước đây, sau 1.000 năm Bắc thuộc, chúng ta không bị đồng hóa và đã lấy lại được giang sơn của chúng ta. Thì thưa quý vị, ông nói thì nghe cũng có lý, là hôm nay đòi không được thì mai đòi. Nhưng mà cái điều quan trọng là có đòi không? Và ai là người đòi? Thưa quý vị, bây giờ những người có trách nhiệm, có bổn phận phải đòi thì không đòi. Không phải, bây giờ đất nước của mình. Mình cũng chịu giữ, hay mình giao mình bán cho người ta, rồi mai mốt mình bán, xin lỗi quý vị là dùng cái chữ bán cái, nếu bắt con cháu mình phải đòi à? Tại sao ngày hôm nay mình không đòi? Thì hiện tại bây giờ ông nói như vậy, nhưng mà quý vị thấy là những người có trách nhiệm, có bổn phận phải đòi thì không đòi. Nhưng mà cho nên cái điều quan trọng là cộng sản Việt Nam có đòi hay là không, thì ông nói vậy thôi. Chứ còn dĩ nhiên là quý vị biết rồi, ngay cả đại tướng Võ Nguyên Giáp nói mà cũng không nghe. Những ai mà còn yêu tổ quốc, chống lại những thế lực muốn xâm lược Việt Nam thì đó là những người yêu nước, dù chính kiến của họ ra sao. Chỉ có như vậy thì mới hòa hợp dân tộc được. Thì chúng tôi cũng thấy là đúng, ông này ông xác định rõ ràng kẻ nào kiên quyết chống Trung Quốc trong việc này thì đó là người bạn của Việt Nam. Nhưng mà nhân dân Việt Nam mà chống Trung Cộng là kẻ thù của đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nó chứng minh rất là rõ ràng cái điều ông ấy nói thì nó không có đúng với thực, nó không sát với thực tế. Bởi vì quý vị thấy rõ ràng là anh nhớ cái vụ mà tưởng niệm các liệt sĩ, chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma thì là có một đám dư luận viên.
Thì quý vị dùng cái chữ dư luận viên cho nó sang, chúng tôi xin lỗi với nó là cái đó là một cái đám đầu trâu mặt ngựa, mà mặt người mà giả thú. Thế có người Việt Nam mà làm công việc đó, đi ra cản trở rồi là phá đám như thế này thế khác. Những cuộc biểu tình mà chống Trung Quốc á, ở Sài Gòn, ở Hà Nội vân vân, người ta tổ chức ra gì, tại sao mấy ông cho ra phá đám? Cho ra phá đám, cho người ra nhảy múa hát hò rồi. Đó. Không, không, đấy là cái là dư luận viên. Đấy cái đám mình cứ coi như là người đi, người bình thường đi, người dân đi, khác quan điểm thôi. Nhưng mà còn cái này, cái đấy là công an đàn áp những cuộc biểu tình chống Trung Quốc như vậy. Nếu mà ông Thao Nhung Thước nói những người chống Trung Quốc trong cái việc này, tức là cái việc mà Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa Trường Sa chứ không phải việc khác nha, để không nói cái thời gian xa xưa chiến tranh trước đây, chống cái việc này là những người yêu nước, thì tại sao lại ai đàn áp những người yêu nước, ai bắt những người yêu nước đi tù, ai thế này thế kia, thì cái đám đấy là cái gì anh? Thì ông chỉ nói ông lên tiếng vậy thôi, nhưng mà ông không quy nói rõ trách nhiệm là của ai. Thì quý vị cũng biết rồi, thì những người mà không còn chức quyền nữa đó thì mới lên tiếng, và lên tiếng cũng trong một mức độ nào đó thôi. Và quý vị rõ ràng bây giờ Hà Nội thì cái người đó vẫn còn, cái người mà bị đạp vô mặt đó, đảng viên đấy nhá, đi biểu tình chống Trung Cộng bị đạp, bị công an đạp vô mặt một cách thoải mái. Cho nên là ông nói thì nói như vậy, chứ còn thực sự ra thì nếu mà nói cho nó rõ ra, nói mà cho nó mạnh dạn thì quý vị thấy là cũng không có người nào dám nói cả. Xin lỗi quý vị là lỡ ngậm miệng ăn tiền rồi, cho nên bây giờ không dám nói thôi, đơn giản là như vậy. Nói mà cho nó có nói thôi. Chủ tịch xã xài bằng giả vẫn qua mặt được cấp trên. Không có bằng cấp 3, đây là báo Người Lao Động. Không có bằng cấp 3 nhưng ông Lê Viết Tứ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Ninh ở Thanh Hóa vẫn qua mặt được cấp trên khi dùng bằng giả để hợp thức hóa hồ sơ và làm chủ tịch xã này hai khóa liên tiếp. Thực sự cái chuyện bằng giả thì nó lan tràn ở Việt Nam, không biết rồi. Chủ tịch xã mà có bằng giả thì cái chuyện nó đâu có gì đâu mà báo chí phải đăng. Sao vậy? Chủ tịch xã cũng là cái người đại diện cái xã. Nó cấp trung ương này. Mà còn bằng giả. Tiếng Anh không có này, làm cấp lớn là cấp tới trung ương, cấp tỉnh, cấp trung ương mà không tiếng Anh chữ bé đô không biết mà lại có bằng. Lại có bằng tốt nghiệp ở trường đại học Mỹ. Đấy. Rồi bây giờ quý vị nghĩ là quý vị lãnh đạo mà là của Đảng và nhà nước là kháng chiến thành công rồi, anh tính coi. Nhưng mà tôi chỉ sợ như thế này thôi. Tuần tới đấy cũng là báo Người Lao Động lại đăng tin là cái cấp trên của ông chủ tịch xã này là cũng xài bằng giả thì sao bây giờ? Như thế thì giống nhau. Không cần phải qua mặt chi cho nó mất công ha. Thưa quý vị, khi trở lại thì chúng tôi cũng có thêm một vài bài báo khác nữa cũng nói về cái chuyện mà Biển Đông và cái chuyện mà Quốc hội của Việt Nam. Xin quý vị giữ màn hình để tiếp tục theo dõi phần 2. Xin kính chào tái ngộ thính giả của đài. Hôm nay chúng tôi trở lại đối với chương trình Dược Thảo, giới thiệu quý vị một số sản phẩm. Quý vị cũng biết cái viêm gan. Cái viêm gan nói đến tình trạng viêm gan A, B, hay là những người nào có tình trạng mà cái gan quý vị mà trong tình trạng mà khó khăn, quý vị trị đâu trị không cần biết. Thì khi quý vị còn nghĩ rằng con nước con tác, quý vị thử sản phẩm của chúng tôi kết quả rất là cao quý vị. Nó giúp cho lá gan, nó bồi bổ lá gan, nó phục hồi lại. Tôi rất thích những người đang bị tình trạng mà nó bị bệnh, bị ức tiếp, nó uống. Ví dụ uống trong vòng khoảng đâu tháng đầu tiên thôi, là quý vị thấy cái gan của quý vị nó khá. Chẳng hạn như đang hành quý vị mệt, ăn vô ói ra, khó chịu. Trong tháng đầu tiên quý vị thấy những cái dấu hiệu đó, nó không còn nữa. Và chúng ta thấy khỏe hơn và ăn uống, thích ăn uống hơn. Ăn uống thấy nó ngon miệng hơn. Là tình trạng viêm gan, nếu mà ai có bất cứ một lá gan nào, quý vị xin quý vị cứ con nước con tát đi. Quý vị cứ nghĩ vậy đi. Quý vị sử dụng viêm gan của chúng tôi với một kết quả hay, tốt. Tại sao biết hay? Thử máu lại là biết liền thôi quý vị. Kết quả thử máu là câu trả lời chính xác nhất cho chúng ta tốt hay không tốt là viêm gan quý vị. Khi nói viêm gan, tại sao có sản phẩm bổ gan? Bổ gan là chuyên giải quyết cho những người nào bị triệu chứng ngứa trong người. Nổi mề đay, ngứa hay là ăn uống seafood hay là những cái gì mà thức ăn đó, quý vị cảm thấy nó dị ứng, nó ngứa hay là gãi trên mặt, nó nổi dề dề trên mặt, ăn vô dị ứng tại chỗ liền quý vị. Thì những người ngứa ngáy hay là mọng mục, mọng mủ nổi trên mặt, hay là nổi trên ngực, nổi sau lưng hay là nổi cùng người hết, quý vị dùng cái sản phẩm bổ gan, nó làm cho bổ gan, nó sổ độc ra. Nên những người bị ngứa ở ngoài da, ngứa trên này mà trị những cái gì ở ngoài, đè vô hay dùng cái này, nó hết chỗ này, nó nổ chỗ kia, vì từ trong máu nó đi ra quý vị.
Vì thế cho nên muốn giải quyết cái ngứa này chúng ta phải giải quyết từ ở trong, có nghĩa là bổ gan, sổ độc, cho chức năng lọc gan nó khỏe, nó mạnh hơn, sổ những độc tố ra thì chúng ta mới tránh được những cái ngứa ngáy mà nó hành hạ chúng ta. Cái đó là cái bổ gan dành cho những người ngứa ngáy, viêm gan cho những người mắc phải những cái triệu chứng viêm gan hay là những cái gì lá gan nó bị vô phương. Quý vị nhớ thử nó đi, quý vị sẽ thấy kết quả quý vị nha. Và quý vị cũng biết cái tăng cường sức khỏe nó giúp cho những người nào suy yếu, kiệt sức, mệt mỏi, kinh niên, ăn không được, những em bé làm biếng ăn, không chịu ăn, thì tất cả những cái đó làm cho phục hồi sức khỏe, nó làm cho những người kiệt sức, kinh niên dùng cái này cũng như là có cái energy thêm cho chúng ta khỏe mạnh hơn, ăn uống ngon miệng hơn, linh hoạt hơn. Tất cả em bé cũng vậy. Tất cả những sản phẩm này chúng tôi còn rất nhiều sản phẩm khác quý vị, còn nhiều lắm quý vị ơi. Tiểu đêm, tiểu nhiều hay là yếu tim, suy tim hay là bệnh tim hay là những cái cao dáng hay là dầu nóng con rồng nhiều lắm. Quý vị có thắc mắc gì thì quý vị cứ liên lạc với chúng tôi sẽ giúp cho quý vị uống cho nó đúng sản phẩm, kết quả nhanh chóng, ít tốn kém. 1-888-811-1133. Xin kính chào. Quý vị nói về cái chuyện mà chủ tịch xã dùng bằng giả rồi là cái cách quản lý đất nước Việt Nam đó, ha. Thì người ta vẫn thường ca ngợi là đảng là như là kim chỉ, đảng là ngọn đuốc soi đường, ha. Rồi chế độ xã hội chủ nghĩa là đỉnh cao trí tuệ. Và anh cứ nhớ là lúc trước chúng ta có một cái bản tin là có một cái ông mà bên tư pháp, ông bảo là ngành tư pháp của Việt Nam đó. Hàng nhất thế giới đó hả? Thế giới thì người ta có điều tra Việt Nam đó. Dạ, người ta có kể cái chuyện là cái xưa ở ngoài Bắc đó, trong cái nông trường mất con bò. Con bò to vậy sao mất được? Thì tự nhiên một trong cái đội chăn nuôi đó, như là 10 con thì còn có 9 con mất một con bò. Thế là cho công an bảo vệ điều tra ráo riết, và có 10 người bị tình nghi, 10 người bị bắt tình nghi để điều tra. Thì đâu khoảng 3 ngày sau thì con bò nó lò dò nó về. Thì người ta mới ô thôi bò nó về rồi, ngừng điều tra. Điều tra thì nó thì công an với bảo vệ báo cáo các đồng chí lãnh đạo là trễ rồi. Sao vậy? Bởi vì trong 10 người mà bắt điều tra đó, đó có 5 người thì đã thú nhận là đã bắt bò. Và có 5 người thì trong quá trình điều tra thì đã qua đời rồi. Cho nên cái việc này nó trễ rồi. Nó giỏi đến mức như thế. Tức là con bò nó đi mấy ngày nó về, mà bắt 10 người điều tra thì đã có 5 người nhận tội rồi. Nhận tội rõ ràng, có biên bản đàng hoàng. Còn 5 người kia trong quá trình điều tra thì đã qua đời. Từ pháp mình giỏi thế. Báo Dân Việt đăng hình ảnh nhiều quá, bản tin thì ngắn thôi. Đề xuất phạt 100 triệu đồng doanh nghiệp múc nhầm 400 ngôi mộ đem bán. Ủa, sao là mộ mà lại múc đem bán? Thì cái bản tin như thế này, như báo đã phản ánh là vào khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5 2015, người dân làng Nghi An, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng đã phát hiện nhiều ngôi mộ tại khu vực Nghĩa Trang Nghi An bị doanh nghiệp khai thác đào múc cùng với đất mang đi bán. Do công tác quản lý của các ngành chức năng thiếu sâu sát, chồng chéo, nên đến khi sự việc bị phát hiện thì cơ quan chức năng mới vào cuộc để điều tra làm rõ, và hiện số lượng ngôi mộ đang được thanh tra sở TMMT không biết nữa của Đà Nẵng điều tra xác định và có hướng xử lý tiếp theo. Cái nghĩa trang, cái mộ như vậy mà nó mà đâu phải là một ngôi mộ, nhưng mà nó lẻ loi ở một cái chỗ nào đó, nó gọi là múc nhầm. Đào mộ, đào mã, mà đi bán thì không biết cái lương tâm con người như thế nào. Ngày xưa thì quý vị, khi mà nói về chế độ Cộng sản, như người có kinh nghiệm, ôi, Cộng sản mà vô thần. Nó là đào mộ bới mã người ta. Chùa chiền, nhà thờ nó cũng phá, thì như nó tuyên truyền quá đáng. Làm gì có cái chế độ mà nó ghi gớm như vậy. Thì quý vị, bây giờ 40 năm rồi, thống nhất đất nước rồi đấy nhá. Thế mà người ta vẫn còn đào mộ bới mã, mà mang đi bán đấy chứ. Múc nhầm. Rồi, thưa quý vị, báo VN Express đăng chuyện của người ta. Nhưng mà mình cũng xem thử cái là chuyện của mình nó như thế nào. Nam Dương hôm qua đánh chìm một tàu cá lớn của Trung Quốc và 40 tàu nước ngoài khác bị cáo buộc đánh bắt trái phép trong vùng biển nước này. Động thái có thể châm ngòi phản ứng với Bắc Kinh và những nước trong khu vực. Tức là Nam Dương người ta phản ứng rất là mạnh. Bởi vì theo những nguồn tin các đài các báo có đưa thì người ta nói là bởi vì nếu không làm mạnh như vậy đó thì nó ảnh hưởng tới đời sống của ngư dân ở Nam Dương, bởi vì người ta bị mất cái nguồn. Thứ hai nữa đó là khi mà đánh bắt bừa bãi như vậy đó, nó phá hoại cái môi trường, nên ảnh hưởng tới đời kinh tế
của người ta, cho nên bắt buộc người ta phải làm như vậy. Và báo của Việt Nam mình đăng lại, và họ đã cảnh cáo trước rồi. Dạ. Báo Việt Nam đăng một cách rất là vô tư, nghĩa là mình là cái người quan sát thôi. Nhưng mà mình nghĩ lại đó, ủa, tàu cá lớn của Trung Quốc nó bị Nam Dương đánh chìm như vậy, còn trong khi đó ủa của mình là sao ha, nó vô một cách thoải mái, giàn khoan nó đem vô, rồi tàu của mình đi đánh cá, bị nó bắt, nó đánh đập, nó đòi tiền chuộc. Thì chúng tôi nghĩ là chắc tại Nam Dương này á, nó hư, nó không như Việt Nam. Bởi vì nó không có 16 chữ vàng anh ạ. Nếu mà Nam Dương mà nó có 16 chữ vàng thì là nó không có chuyện này xảy ra. Nên khi chúng tôi không biết là khi mà đăng báo như thế này đó, rồi không biết là các nhà báo, rồi các phóng viên, rồi những người mà trong ban biên tập có chạnh lòng nghĩ tới đất nước mình hay không. Đăng người ta như vậy đó mà không biết được, không nói một cái điều... không có liên, trong khi mình á, đất nước Việt Nam mình có liên quan tới sự việc này rất là quan trọng, bởi vì mình với Trung Cộng nó rất là gần, nhưng mà đăng chuyện của người ta, còn mình thì không nói năng gì hết. Nên là báo chí Việt Nam rất là vô tư, rất là không có tiền về trong, dài cả. Trong khi Trung Quốc đang chiếm đảo chiếm biển của Việt Nam và cả nước quan tâm như vậy, chính Hoa Kỳ là quốc gia bên ngoài cũng phải có những cái hành động, tại vì cái chuyện nó ngang ngược quá và nó có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới. Xin lỗi quý vị, dùng chữ là một cái thằng du côn, du thủ, du thực. Người ta đang lo những cái chuyện như vậy, tất cả thế giới đều chú ý nhìn đến cái vùng Biển Đông như vậy. Trong khi đó thủ tướng mình ấy lại có thì giờ để lo cái việc mà chống cái việc mà buôn lậu thuốc lá. Tôi hiểu ông thủ tướng làm việc chỉ cái ba cái chuyện mà chống buôn lậu thuốc lá này thì để cho các cấp dưới quyền ta làm việc thì bên quan thuế người ta quan tâm sâu sắc. Không, nhiều khi là ông mua thuốc lá giá nó cũng mắc. Bình thường lúc trước hút thuốc lá thì nó rẻ, giờ này thuốc lá mua nó cũng hơi mắc. Đó, cái bản tin mà chúng tôi thấy báo Dân Chi đăng mà cũng ngao ngán cho ông một công thủ tướng như vậy. Thưa quý vị, thủ tướng nói buôn lậu hoành hành là do cán bộ tiếp tay bảo kê. Vậy là thủ tướng cũng đồng ý với anh Hoàng Tuấn là chống đối cán bộ một cách quyết liệt rồi đó. Cán bộ bao che tiếp tay bảo kê cho buôn lậu, chứ các đối tượng cầm đầu không tài giỏi đến mức các cơ quan chức năng không biết và không xử lý được. Đã, thủ tướng nói đấy nha. Thủ tướng mà 30 tháng 4 là đánh cho Mỹ cúp, đánh cho Ngụy Nhà đó. Bây giờ thủ tướng xác định đó, chứ còn thủ tướng là bây giờ đã vào cuộc rồi. Đất nước phải đứng lên để chống lại cái là buôn lậu thuốc lá. Ông một thủ tướng mà đi làm cái công việc rất là buồn cười như thế này. Đó là anh thấy là, tức là mà, những cái công việc nhỏ thủ tướng cũng nhúng tay vào. Mà đến công việc này mà đến một cán bộ bao che tiếp tay bảo kê cho buôn lậu, chứ các đối tượng cầm đầu không tài giỏi, thủ tướng mà còn biết như vậy nữa thì thưa quý vị, như vậy là hết thuốc chữa rồi. Làm gì được cái gì bây giờ đấy. Tất cả những cái hành vi mà vi phạm luật pháp thì đều là cán bộ bao che tiếp tay bảo kê, chứ người dân thường thì bình thường sao mà biết được. Đúng rồi, người dân thì làm sao tôi có quyền được. Rồi, bây giờ cũng là Mỹ, cũng dính, mỗi lần dính tới Mỹ là nó lại rắc rối. Anh có vẻ hơi nhạy, có vẻ nhạy cảm với Mỹ nhỉ? Báo Tiền Phong đây này nhé, báo Tiền Phong đây. Cái ông mà chủ nhiệm văn phòng quốc hội, ông tên là Nguyễn Hạnh Phúc. Ông này là người không bao giờ biết đau khổ là gì. Không biết buồn là gì. Trả lời phóng viên về thực trạng đại biểu quốc hội vắng họp nhiều tại một số phiên họp vừa qua, chủ nhiệm văn phòng quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trong chuyến sang Mỹ vừa rồi, tôi có dự phiên họp quốc hội Mỹ. Quốc hội của họ họp vắng hơn ta rất nhiều. lo cho Mỹ ghê con chứ rồi. Khi tiến hành biểu quyết, họ sẽ rung chuông báo để các đại biểu trở lại phòng họp. Tuy nhiên, đại biểu quốc hội của họ là đại biểu chuyên trách, còn ta có khoảng 1/3 số đại biểu kiêm nhiệm. Tức là của người ta là chuyên trách, người ta lo việc thôi. Người ta là đại biểu là người ta không có lo vấn đề chính quyền nữa. Tại vì người ta phân biệt rõ ràng lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nếu mà anh đã ở bên đại biểu quốc hội, tức là mình lập pháp rồi thì anh không có chính nghĩa với hành pháp cả. Nhưng mà tôi cũng thấy buồn cười chỗ này. Sao? Mình là chủ nhiệm văn phòng quốc hội. Khi người ta hỏi mình tại sao đại biểu quốc hội mình vắng họp, thì mình phải trả lời cái vấn đề của mình. Đúng rồi. Nếu mới gì mình vô qua Mỹ làm gì? Tại Mỹ nó khác. Mỗi một đất nước sinh hoạt theo một cái khác. Còn người dân, người ta thắc mắc, người ta trả lương cho các anh. Các anh được bầu vào để làm công việc đó. Thì không đi họp thì các anh đi đâu? Khi người ta nói về dân chủ, thế thì dân chủ định nghĩa thì kiểu Mỹ nó khác, dân chủ Việt Nam nó khác. Mà bây giờ thì khi mà đi họp, tự nhiên kéo Mỹ vào. Tức là người ta hỏi mình thì mình phải trả lời cái công việc của mình làm đấy nè. Tự nhiên mình lôi Mỹ vào làm gì, trong khi mình ở bên này, Mỹ ở bên kia, mà hai nước nó khác nhau. Nhưng mà tôi hỏi anh như thế này, khi mình là người so sánh như vậy, tại sao mình không so sánh là khi tôi sang Mỹ, trong giờ làm việc quán xá nó vắng tanh. Trong khi đó ở ta lúc giờ làm việc thì là quán xá là nhậu y xèo đó, nghĩa là
từ đầu làng cuối xóm chỗ nào cũng ăn nhậu, trong khi nước Mỹ nó mang tới hồi xưa mà nó là đế quốc Mỹ là nó xa đọa, nó trụy lạc, nó ăn chơi. Ừ. Mà làm việc thì nó băng tành. Mà trong khi đó của mình trong giờ làm việc thì nhậu y xèo. Mà tại sao mình không so sánh mà tự nhiên người ta hỏi họp mình? Cái tự nhiên nếu mình qua Mỹ mình thấy mình Mỹ nó họp vắng. Mỹ nó họp quốc hội Mỹ với họp quốc hội Việt Nam à? Tôi cũng khổ luôn. Ông này đúng là ông hạnh phúc thiệt. Ngu si hưởng thái bình. Có những cái chuyện mà thực sự mỗi khi mà nghĩ về đất nước mình thấy đau lòng, mà một trong những chuyện đó là những cái hình ảnh của những người phụ nữ Việt Nam hoặc là bị bán ra, hoặc hoặc bị lừa sang bên Trung Quốc. Những cái bản tin gần đây cho biết thì bị lừa sang Malaysia làm gái vân 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 vân, rất là đau lòng. Và một trong những cái nhờ ơn Đảng. Như ở Việt Nam là bất cứ chuyện gì là cũng nhờ ơn bác và Đảng. Bây giờ bác thì không, thì cái chuyện đó nó rõ ràng là tại vì ngày xưa thời đế quốc thì nó không có cái chuyện đó, không có cái vụ mà thời Ngụy đàn bà đàn bà con gái không bị mang bán sang cho ngoại nhân. Nhờ Đảng. Rồi đến cái chuyện mà những người phụ nữ Việt Nam mà đi lấy chồng ngoại quốc mà không có một cái đại khái là không có một cái tương lai gì cả, không thấy là mình nhìn thấy là mình biết là sao mà có hạnh phúc được tương lai. Thì thưa quý vị, cái bài báo như thế này: lấy chồng ngoại quốc đi tỉnh về điên. Thời gian qua, nhiều cô gái ở đồng bằng sông Cửu Long xuất ngoại lấy chồng với hy vọng sẽ có cuộc sống giàu có hạnh phúc, nhưng thực tế hành trình làm dâu xứ người không như mong muốn. Nhiều cô gái đã trở về bấn loạn tâm thần. Người ta kể một số câu chuyện đây rất là thương tâm, thưa quý vị. Nhưng mà những người phụ nữ Việt Nam, những cô gái ở đồng bằng sông Cửu Long này, họ xuất ngoại đúng là họ với hy vọng sẽ có cuộc sống giàu có hạnh phúc. Nhưng mà tại sao họ muốn như vậy? Là tại vì họ khổ quá. Họ không có một cái tương lai gì ở trên đất nước của mình. Ngay trên đất nước của mình không có tương lai thì phải tìm một chỗ nào nó giống như tuyệt vọng rồi. Ở ngoài biển đất nước mà không có chiến tranh. Đất nước là thống nhất 40 năm rồi. Mà Đảng là sáng suốt, Đảng là quang minh, Đảng là vĩ đại. Mà lại có Đảng là có Bác Hồ dẫn đường nữa. Mà lại có chủ nghĩa Mác lên làm cương lĩnh nữa. Bao nhiêu những cái thứ mà tốt đẹp nhất, hảo hạng nhất trên thế giới để được bày ra. Toàn là bánh vẽ không. Người dân thì đói nghèo. Đói nghèo đến cái mức là họ cố tìm một bám víu một cái chút hy vọng, mà dù người bình thường người ta nhìn thấy là không có một hy vọng đâu, mà họ cũng cố gắng thôi thì làm sao thì làm, chắc nó cũng đỡ khổ hơn cái đời sống mình đang có ngày hôm nay, cho nên họ chấp nhận. Và bây giờ đi tỉnh về điên, và bao nhiêu các cô đã chết ở... tất cả là nhờ ơn Đảng. Anh phải thống nhất quán triệt đường lối chủ trương là như thế. Tất cả mọi việc từ lớn đến nhỏ là nhờ ơn Đảng nè. Rồi bây giờ quý vị cứ bảo chúng tôi nói xấu đất nước cũng là cái chuyện mà bỏ đất nước ra đi nha. Đây, tôi coi bài báo VN Express nè. 24 năm trốn truy nã của người đàn ông ôm mộng vượt biên. Từ năm 17 tuổi, Hát đã ôm mộng vượt biên sang Mỹ, hai lần phải lĩnh án tù, thụ án được 6 tháng, hắn vượt ngục, giấu thân phận trốn truy nã suốt 24 năm. Người ta viết báo dùng chữ hắn, như là miệt thị á. Và kể chuyện là đã trốn tránh bao nhiêu 24 năm vì cái tội đó là ôm mộng vượt biên ha. Rồi cuối cùng đó là tới tháng 4 2015 là bị bắt, bị cảnh sát của Quảng Nam, phòng cảnh sát truy nã Quảng Nam phối hợp với công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt ha. Rồi vì cứ có mỗi cái tội ôm mộng vượt biên, và nhiều lúc ông ta cũng muốn ra đầu thú để khỏi sống trong cảnh nơm nớp nhưng mà không đủ can đảm. Bây giờ thì ông thấy nhẹ nhõm phần nào, chỉ mong được hưởng khoan hồng, cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về chăm sóc vợ con. Tức là 24 năm trước ông vượt biên mang cái tội, cho tới bây giờ thì ông muốn được hưởng khoan hồng, cố gắng cải tạo tốt để sớm về chăm sóc vợ con. Thì như vậy tất cả những người nào vượt biên đều có tội cả. Đúng rồi, thì người này ở Việt Nam thì bị truy nã, nhưng mà tất cả những ai mà lọt đến nước ngoài rồi thì vẫn còn có tội với nhân dân, với đất nước, đúng không? Nếu như vậy là phải truy nã hết tất cả những người nào mà đi vượt biên là đều có tội. Anh nói vừa anh nói từ anh nói chậm thôi. Về là còn những người đi máy bay qua đây chẳng hạn, như là con của ông thủ tướng đi qua đây lấy chồng bên này rồi sao đi sang nhà chồng, họ cái đó có là vượt biên vậy chứ. Cái là ôm mộng vượt biên. Ôm mộng vượt biên thì đã còn cái này vượt biên thật. Đi qua Mỹ là vượt biên rồi còn gì nữa. Cái này là vượt biên, vì còn kia đi máy bay. Có người bảo lãnh nó khác nha. Nhưng mà chúng tôi nhấn mạnh chỗ này. Bây giờ mà người ta còn viết mấy bài báo như thế này. 24 năm, nếu như 24 năm trước đó, cái ông này đó, ông thoát qua Mỹ, bây giờ ông ở Mỹ, ông làm ăn, ông thành công dân Mỹ, thì ông có còn bị truy nã không? Hay chứ cũng là ông này mang cái tội là đi không lọt, chứ phải chi mà ông lọt đó, là ông thành khúc ruột ngàn dặm, ông trở thành người yêu nước. Thưa quý vị, bây giờ 24 năm đó cũng được hưởng, mong được hưởng khoan hồng, cố gắng cải tạo tốt. Vì viết một bài báo nó rất là ấu trĩ. Mà giờ này còn đi truy bắt những người như vậy hả?
24 năm mà sau còn đăng báo lên nữa. Tức là bây giờ mang cái tội vượt biên thì biết bao nhiêu người vượt biên, là những người mà thoát ra bây giờ là ông Nguyễn Minh Triết, rồi ông này kia qua bên này kêu gọi nên là về xây dựng đất nước khúc ruột ngàn dặm, một bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Mà bây giờ mang cái tội 24 năm vượt biên. Không hiểu. Thằng nào mà cái nền tư pháp Việt Nam hàng đầu thế giới là như vậy. Thế giới là 10 điều tra 10 người. Mà khi con bò nó về thì 5 người chết, 5 người là ký biên bản nhận tội. Mà con bò nó đi lửng lửng nó về. Tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chào tạm biệt quý vị. Đan Trang và Nguyễn Khôi xin kính chào tới ngộ quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là đôi điều tản mạn, hay nói đúng hơn, chính xác hơn là giờ mở cửa của tiệm tạp hóa quê hương với các sản phẩm mới được giới thiệu đến quý vị hàng tuần. Xin chào tới ngộ anh Nguyễn Khôi. Chào Đan Trang. Vâng, thưa quý vị, bây giờ người ta các cái chương trình trên các đài truyền hình khác nhau đó, đài nào cũng vậy thôi. Chúng tôi thấy thí dụ như là đài SBTN chẳng hạn, như vậy cái đài truyền hình Việt Nam mà nhiều người coi nhất ở hải ngoại này đó, thì có cô Tố Uyên, có Victoria Tố Uyên Show, rồi cô A, cô B, cô C gì đó, cũng có cái tên của cô là Show, phải không ạ? Show. Bây giờ có lẽ mình để tạp hóa quê hương Show rồi. Hấp dẫn hả? để cho nó rõ ràng là khi mà quý vị thấy tạp hóa quê hương Show là quý vị biết là chúng tôi chuẩn bị bán hàng rồi. Nhưng mà như thế này anh Nguyễn Khôi nói phải cũng oan cho cái tiết mục này. Tại nhiều khi á, trong cái giờ này, trong cái tiết mục này, chưa hẳn mình chỉ hoàn toàn bán hàng. Lắm lúc cũng có những câu chuyện cộng đồng, những cái event này nọ, những cái sự kiện gì đó xảy ra cho cộng đồng Việt Nam thì mình cũng mang lên mình trình bày với mọi người. Chứ không phải là chịu bán hàng không mà thôi, phải không ạ? Bán hàng không thì nó có vẻ khô khan quá. Nhưng mà sở dĩ Nguyễn Khôi nói như vậy là tại vì Nguyễn Khôi có sự bất công, thấy có cái sự bất công nơi này. Tại vì hôm nay cô Đan Trang cô chuẩn bị một số những mặt hàng để giới thiệu với quý vị, trong đó có mặt hàng mới đó. Mới đi giới thiệu với quý vị. Thì Nguyễn Khôi thấy toàn là dành cho phụ nữ không à? Trong khi ngày Father's Day sắp tới rồi, tản mạn đúng là cái dịp này phải nói về Father's Day, phải nói về công ơn của người cha, sự vĩ đại của người đàn ông, sự gọi là cái gì, cái gì đi. Anh nói gì ghê vậy, quý vị có nghe không? Sự vĩ đại của người đàn ông, cái vậy thì vững chắc trong gia, vậy thì gia đình nào? Đàn bà chúng tôi có vĩ đại không, xin hỏi anh. Tôi tin chắc với cô đàn trang là khi mà tôi hỏi bất cứ một người phụ nữ nào, chị hay cô hay em có vĩ đại không, chắc chắn là họ sẽ lắc đầu, không ai muốn. Tại vì chúng tôi khiêm nhường. Mà không ai muốn mình là người vĩ đại cả. Chứ vĩ đại này anh cũng nói cả một nghĩa đen và nghĩa bóng nữa. Tức là anh muốn nói hai nghĩa. Dĩ nhiên chúng tôi không có muốn vĩ đại theo một cái nghĩa thứ hai. Nhưng mà đôi khi trong giới phụ nữ chúng tôi cũng có những người phụ nữ vĩ đại. Các vĩ nhân của thế giới cũng là các phụ nữ, anh đừng quên. Dạ, đúng rồi. Họ cũng vĩ đại đó. Tôi đâu có ai phủ nhận điều đó đâu. Nhưng mà mình trở lại với cái chuyện ngày Father's Day sắp tới thì trong cái dịp này. Rồi tôi nhường anh. Dạ vâng. Để anh. Tại vì nếu mà cô không nhường tôi không có cơ hội để nói. Mấy bà mấy ông sẽ complain tôi. Rồi mời anh. Mấy ông sẽ complain tôi là Father's Day sắp tới là tôi cũng cần có quà của con cái tôi, nó mua nó tặng cho tôi chứ. Vâng, mời anh. Dạ vâng. Thì chúng tôi có một số những mặt hàng đặc biệt là các ông rất là thích, dĩ nhiên là những mặt hàng như giỏ sách phụ nữ mà cô Đan Trang để sẵn đây hay là những cái mặt hàng mà giới thiệu với các loại mỹ phẩm đây thì các ông cũng được thích lắm, tại vì không phải là dành cho quý ông. Các ông đâu xài được. Nhưng mà gối Canuda và cái thuốc mà cô Đan Trang hay giới thiệu là Hair Serum 21 ngày kỳ diệu đó là những cái mặt hàng rất là tốt để quý vị có thể mua tặng cho người cha của mình, làm cái quà rất là tốt. Có nhiều bác, nhiều anh đó cũng muốn có cái quà đó nhưng không dám nói ra. Thì mình thấy nếu mình thấy ông xã mình hay là mình thấy cha của mình mà ngồi xem tivi mà khi giới thiệu những cái mặt hàng đó có vẻ chăm chú hơn bình thường đó, thì quý vị đã biết ý của cha của mình, những người đó. Dạ vâng. Hay là anh của mình trong gia đình, những người cha trong gia đình đó là muốn có một cái món quà tặng như thế trong cái dịp Father's Day rất là lý tưởng. Thì cái ngày Father's Day cũng sắp tới rồi. Nếu mà quý vị muốn có những mặt hàng đó để tặng cho người thân của mình trong ngày Father's Day, tặng cho người cha, cho gia đình hay cho ông mình hay là cho anh em trong gia đình của mình thì có lẽ quý vị ở xa đó, nên order ngay từ bây giờ để kịp hàng cho cái dịp Father's Day, phải không ạ? Đúng quá.
đó là các quý vị ở xa. Yeah. Còn quý vị ở gần, thì có nhà quý vị ở gần với văn phòng của Đài Quê Hương thì cũng nên đến. Hôm trước anh có kể tôi nghe cái chuyện là một khán giả trẻ nào của đài coi chương trình nhé, yeah, rồi đến mua, không biết anh hay là một nhân viên kể tôi nghe, nói là mua về sẵn để dành đến ngày lễ của cha, yeah, ngày hiền phụ, là sẽ tặng cho cha cái gối. Yeah. Cảm động quá nhỉ. Yeah. Mua sẵn rồi để đó đến ngày Father's Day, để chắc chắn là mình có hàng, tại vì đôi khi cứ sợ Đài Quê Hương nói là hết hàng đó. Thì hiện nay thì ở văn phòng của đài đang có. Có. Nếu mà quý vị muốn mua thì mời quý vị ghé tới đài. Rồi. Nhưng còn nếu mà quý vị muốn chắc chắn là có và quý vị ở xa hay nghe quý vị ở San Jose mà không kịp ghé đài nữa thì gọi vào đài để order, để có bảo đảm là ngày hôm đó mình có món quà thật đặc biệt cho cha của mình. Gọi vào đài qua hai số điện thoại là 408-645-5575 và 408-645-5580 thưa quý vị. Nguyễn Khôi làm đầy đủ bổn phận của một người đàn ông đối với một người đàn ông. Chưa. Chưa. Anh muốn nói về cái sản phẩm mà tôi rất là hài lòng. Yeah. Và các quý khách đến đài mua xong mà họ sử dụng họ cũng rất là hài lòng. Uh-huh. Đó là Hair Serum 21 ngày kỳ diệu. Uh-huh. Anh là người nhận điện thoại, anh có thể chia sẻ là họ hài lòng như thế nào khi họ dùng cái sản phẩm đó. Thì đa số những người dùng xong thì đặc biệt là những người nào mà tóc trước đây mà bị thưa, mà nhất là bị khô, thì họ dùng xong họ thấy cái tóc của mình nó mượt hơn. Và nó bóng mượt. Thực sự cái hàng đó cái giá nó không có rẻ. Cho nên những người mà order người ta cũng phải suy nghĩ rất là cẩn thận. Uh-huh. Và nếu mà người ta hàng mà không có rẻ tiền mà người ta order rồi sau đó người ta lại back order nữa thì chắc chắn là phải có cái giá trị cho người ta. Yes. Và cho đến bây giờ thì chúng tôi đã giới thiệu mặt hàng này cũng cả năm trời trên Đài Quê Hương rồi. Uh-huh. Và nhận được những cái lời mà có thể nói là cái feedback rất là tốt, và tiếp tục giới thiệu với quý vị đồng hương về cái loại Hair Serum 21 ngày kỳ diệu này. Dạ vâng. À, tuần trước thì có một người họ trở lại họ mua Hair Serum 21 ngày kỳ diệu. Họ mua là vì họ mua cho họ, họ mua một cái loại double đó anh. Yeah. Họ mua cho họ và một chai họ chia cho bạn họ. Thì họ có nói với tôi là thực sự khi nghe giới thiệu thì cũng nghi. Bán tin bán nghi. Bán tin bán nghi nhưng mà vẫn mua về xài thử. Và xài được một lọ rồi đó thì happy quá. Tức là tóc nó bắt đầu nó mọc ra, rồi nó bóng, nó mượt. Và những người bị gầu á, bây giờ không còn cái tình trạng bị gầu nữa. Thành ra họ bảo là thừa thắng xông lên, giờ mua thêm một lọ nữa. Nhưng mà họ mua cái loại double là trong một cái package hai chai đó. Thì họ rẻ được cái tiền. Yeah. Họ xem, họ đưa một chai cho bạn và một chai họ dùng. Thì tôi chỉ muốn kể những câu chuyện này để xác quyết với quý vị một điều là loại hair serum chúng tôi đang bán ở đài rất là tốt. Tôi có thể nói gần như là bảo đảm là anh Nguyễn Khôi rất là tốt, chắc chắn phải mang đến kết quả cho người sử dụng. Sau 21 ngày thì những cái chỗ mà tóc mình bị rụng, bị thưa đó, bây giờ nó sau 21 ngày nó sẽ từ từ nó mọc ra, những sợi tóc con quý vị thấy nó mọc ra. Và nhìn cái mái tóc nó có vẻ sống động hơn, sống động hơn nó trước, mượt hơn, nó khỏe, nó đen, nó đen hơn nữa đó anh. Yeah. Mái tóc mình nó đen, nó bóng hơn, nhìn nó có sức sống hơn rồi, và nó đặc biệt ngừng cái tình trạng rụng tóc. Vâng, đó là những mặt hàng đặc biệt cho ngày lễ Father's Day dành cho quý ông. Dạ, và chúng tôi làm nhưng hết mà bộ, không có làm hết bộ phận của mình thôi, nhưng mà vẫn ấy một điều là cô Lan Trang là người chọn những mặt hàng để giới thiệu trên đài, sao cô chọn những mặt hàng dành cho quý ông vẫn là ít quá so với những mà phụ nữ mà chúng tôi có đầy rẫy chung quanh đây. Bây giờ tôi nói với anh như thế này này. Thì cái đó là trời định á. Nói theo phim Tàu với phim Hàn Quốc là cái đó là trời định. Cũng như quý vị biết là anh Nguyễn Khôi, anh hay than phiền đó, quý cô của Đài Quê Hương á, ở vùng này nổi tiếng là sao quần áo nhiều quá. Quần áo nhiều và đẹp. Ngay cả cá nhân tôi cũng vậy. Còn làm chung với anh Nguyễn Khôi thì anh bảo tôi quay đi quay lại cũng có chừng. Nếu mà đếm màu á thì chắc được vài chục cái màu áo sơ mi thôi. Còn cầm lê, chắc kẹt thì cũng chừng chục cái. Mà sau quý cô, quý bà hình như con số nó lên hàng trăm. Thì tôi có an ủi, tôi bảo thôi cái đó là trời đã định như vậy rồi. Dạ vâng. Bây giờ tôi muốn trở lại hai cái mặt hàng mà mình vừa đề cập đến là Hair Serum 21 ngày kỳ diệu và gối Canuda. Anh nói là món quà đặc biệt dành cho cha trong ngày Father's Day, tức là ngày tử phụ hiền phụ gì đó. Không có nghĩa là phụ nữ không xài được. Yeah. Quý bà, quý cô, tôi thấy cái nhu cầu mà cần mái tóc đẹp có lẽ còn hơn quý ông. Thành ra
quý bà quý cô trong dịp này cũng vẫn có thể đến đài mua hoặc là gọi về order nhé. Mà là mình order rồi ông xã tặng làm quà tặng cho ông xã chẳng hạn như vậy. Mình mua cái chai double đó, ông xã một mình một và một lần nữa. Gối cũng có gối double. Yeah, sure. Dĩ nhiên mình mua cái loại double thì nó rẻ hơn nhiều. Một lần nữa hai số điện thoại của đài chúng tôi là 408-645-5575 và 408-645-5580. Bây giờ là tới cái giây phút gọi là giai đoạn khó khăn cho anh Nguyên Khôi đây là bởi vì những cái mặt hàng tôi sắp giới thiệu đều dành cho quý bà quý cô, không dành cho quý ông. Mà tại vì sao anh Khôi biết không, có anh ngồi đây không lý để anh cứ làm khách mời hoài ngồi cười không thấy nó kỳ, thành ra anh biết gì về những sản phẩm này, xin mời anh. Nếu anh biết một chút gì về những sản phẩm này. Dạ vâng, cái sản phẩm này thì chúng tôi mới nhận được từ cái đài truyền hình Đại Hạt và họ vẫn làm việc chung với đài quê hương. Mới giới thiệu cái sản phẩm này và Nguyễn Khôi tò mò. Tại vì cái chuyện nếu mà bình thường nhưng mà cái giỏ sách, cái bóp thì không bao giờ chúng tôi thử cả. Tại vì nó hiển hiện trước mặt. Nhưng mà cái này tại vì nó có tháo ráp này, rồi nó có phải bỏ pin vào này, rồi thử nó hay, chúng tôi thấy nó có cái, nó không phải là điện tử, nhưng mà nó là điện ở trong đó một chút xíu. Thì mình cũng tò mò, mình mở ra mình coi. Thì chúng tôi thấy cái đây là một cái bộ mà dùng cho quý bà nó rất là đẹp, tốt. Trang nhã ha. Cũng là 3-in-1 nữa, cũng là 3 miếng, 3 thứ khác nhau. 3 cái, gọi là cái máy nhỏ khác nhau. Ba công dụng khác nhau và mỗi một thứ như vậy á thì nó đều dùng pin cả và nó cứ pin mỗi là pin khác nhau họ cũng cung cấp cho mình. Dĩ nhiên sau một thời gian dài mình dùng thì nó hết pin thì mình đổi pin khác thôi. Những loại pin rất là thông dụng cũng không khó khăn gì cả. Thưa quý vị, ba cái quý vị thấy cái hình ảnh ba cái khác nhau đây. Cái này người ta gọi là facial cleanser. Cái hình bên này đây và ở trong cái hộp đựng đây thì nó là như thế này thưa quý vị. Facial cleanser tức là gì? Cleanser là mình lau, mình chùi nó đi cho nó sạch. Facial là mặt. Thì khi mà quý vị mà make up xong buổi tối đó, mình rửa mặt chẳng hạn như vậy, thì nó cái hộp này nó có hai cái đầu. Dạ vâng. Hai cái đầu mình có thể thay thế nhau. Đầu tiên dùng cái này trước nè. Cái đầu này đó nó có cái bàn chải rất là mềm và mình phải nhúng nước trước khi mình dùng nước ấm bình thường, nước bình thường thôi quý vị nhúng nước, quan trọng là quý vị phải nhúng nước sau đó mình ráp vào đây đấy rồi rất là dễ và mình bấm cái nút này, nó có hai cái nút, một cái nút đây là on off là on, và một cái nút này cho nó mạnh nhẹ cái mình bấm như cái này cái nó quay nó kêu đó cảm giác rất là dễ chịu, rất là dễ chịu và mình muốn cho nó nhanh hơn thì mình ấn thêm nút thì nó sẽ nhanh hơn, nó chậm hơn tùy mình, muốn tắt thì mình tắt cái này rồi sao. Điều quan trọng là gì, cái này nó giống bàn trà, thay vì mình dùng tay mình chà mặt nó không sạch được luôn chà. Thì cái này mà mình dùng miếng bông chẳng hạn mình thấm mình chà nó không sạch nó được. Cũng không sạch bằng cái này. Cái này nó là một cái bàn chà rất là mềm trong này và nó chà đều cái mặt của mình hết, mình chà trong vòng 1 phút đồng hồ nguyên khuôn mặt của mình thôi. Và mình quan trọng là mình phải nhúng nước nha để cho nó mềm hơn nữa và nó sạch hơn nữa. Rồi. Bây giờ sau một ngày làm việc bao nhiêu son phấn bụi bặm nó sẽ làm sạch sẽ cho mình hết. Đúng rồi. Bình thường trước đây mình dùng bông hay là dùng cái gì mình nhưng mà nó không có sạch bằng cái này. Một cái khăn mỏng nó không thể nào sạch bằng cái này. Rồi. Mà nó rất mềm mà nó không hại da của mình. Yes. Và nó cũng dù sao đi chăng nữa nó cũng có tính cách massage một chút xíu, nó cũng cảm thấy cái da mình nó thư giãn hơn. Rồi. Sau cái này đó. Mình chỉ dùng một tuần một lần thôi chứ không phải là mỗi ngày. Một tuần một lần hoặc tối đa là hai lần thôi, đừng dùng nhiều quá. Cái loại này nó hai cái đầu thứ hai thì nó mềm hơn tại vì đây là một cái miếng mousse mềm và quý vị nhúng nước thì nó sẽ mềm đi. Và cũng như vậy thưa quý vị là quý vị có thể dùng cái này thì quý vị dùng thì quý vị thấy nó tại vì hình như là trước khi mình tẩy mình phải thoa một cái lớp gì lên để nó tẩy mặt và cũng là cái removal đó cái tẩy make up đi thì mình dùng cái này sau thì nó mềm và nó xoa cái mặt của mình rất là đều và nó feel good ha, lúc đó mình nó lên bọt cho nên nó rất là sạch cái mặt lại như vậy. Cái này thì chúng ta dùng hàng ngày, với cái mousse này thì chúng ta dùng hàng ngày và cũng như vậy thôi, nó cũng gắn vào đây thì cũng là on off rồi cũng tùy theo nhanh chậm thì sao mình thay đổi chậm. Sau khi mình dùng xong mình rửa đi, mình cất vào cái hộp này và mình nhớ là mình để cho khô ngày hôm sau hay tuần sau mình xài lại thì nhúng nước, quan trọng là nhúng nước trước khi dùng. Đó là facial cleanser. Rồi. Đó là một miếng một cái máy đầu. Cái thứ hai ở bên giữa này nó gọi tiếng Anh nó gọi là vibrating puff. Puff tức là mình thoa
mình thoa phấn đập 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 phấn vào quần trắng. Tôi thấy mấy phải quà tôi tra từ điển thì nó là như vậy thôi. Mình dập cái phấn dập thay vì mình lấy cái đồ mấy bà mấy cô hay có cái miếng rồi thoa phấn lên dập mà thì cái này mình dùng bằng cái máy nhỏ này. Cái máy nhỏ này đấy quý vị, thì cũng bỏ pin vào trong này, sau đó mình tháo ra đây, nó có cái đầu nó để sẵn đấy. Rồi và mình nó có cái on off, mình on bật on lên. On lên là cô anh cho thử sờ vào coi, thấy rung rung vibrate là rung vibrate nó rung mà mình thắp vào nó rất là đều thưa quý vị, nó đều và nó mịn cái da cái phấn của mình. Tại vì nếu mà dùng bằng những cái kia bằng tay đó thì có thể có chỗ dày chỗ mỏng và nhiều khi nó bị sót nữa. Thì cái loại này thưa quý vị, nó vừa massage cái mặt của mình mà đồng thời bên cạnh đó nó cũng làm cho mình thoa phấn nó đều hơn, đỡ tốn phấn mà nó đều mặt nữa thưa quý vị. Và cách sử dụng rất là giản dị, mình on, mình không xài, mình xong rồi mình off, mình tắt đi vậy thôi chứ off đi. Giữa cái lâu lâu á mình muốn rửa cái này á thì mình có thể tháo cái đầu này ra, mình rửa lột cái cho nó sạch sẽ. Rồi còn một phần thứ ba nữa, cái này là tôi thích nhất, cái này cả đầu ba đều xài được. Đây là một cái thứ massage mặt nhẹ nhàng. Yes, quý vị không bỏ pin cho rồi quý vị không phải làm gì, quý vị đụng mà là tự động nó nó có cái pressure ấn lên cái đầu này là tự động nó rung. Mà mình chẳng hạn như mình nhức đầu quá, chẳng hạn mình thoa cái vùng mà mình nhức đầu đó, thoa mặt các thứ, nó làm cái máy massage ở mặt nhỏ gọn mà mình có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Nó hay, nó làm nhỏ gọn như thế này đó thì mình bỏ cái bóp của mình mang đi động mình động được. Thậm chí là mình vừa làm việc mình chăm chú trước cái màn ảnh máy tính của Peter, hay là mình ngồi ở trên máy bay mình chờ đi chỗ này chỗ kia mình cũng mang theo được. Hay là mình vội quá mình không kịp làm gì cả, ông xã chở mình đi đang trên đường đi ra shopping chẳng hạn như vậy, thì mình ngồi trên xe mình có thể tự mình làm được rất là gọn. Tôi xin nhắc lại là cái này ông xã cũng dùng được luôn. Đàn ông cũng dùng được, đàn bà cũng dùng được. Nhưng mà tôi hỏi anh là anh cứ bảo là mấy cái này dành cho quý bà mà tôi chưa kịp nói câu nào anh đã nói hết rồi. Tại vì hơi tò mò cái này không, thực sự hôm nay thì anh, chúng tôi anh, mấy cái máy móc này tôi tò mò. Anh đã nói hết và anh nói rất là chi tiết, chắc tôi không cần phải nói gì thêm, anh nói rất là đầy đủ. Chỉ còn thiếu một cái này là những cái miếng là người ta cho mình thêm lắm. Replace để mình khi sau cái, một thời gian mình xài nó mòn rồi thì mình dùng cái này có vậy thôi. Quý vị sẽ hỏi tôi cái giá như thế nào, tôi nói thật đây là một món quà mà nếu mà tặng cho quý bà quý cô chắc họ thích lắm. Ở hôm nay tôi có gặp một cái cô đến đài trước khi tôi thấu cái talk show này. Tại cô đã mua cái bộ này rồi. Cô nói, vừa mới dùng xong và rất là thoải mái. Thành ra cô biết tôi sắp làm talk show, cô muốn đến cô chia sẻ cái cảm giác của cô. Sau khi cô dùng cái loại này, cô nói rất là thoải mái. Thì tôi cũng nói lại với quý bà quý cô như vậy thôi. Rồi. Có ba cái cuốn sách nhỏ nhỏ ở đây. Để chỉ dẫn cho mình đó. Từng một cái một dụng cụ một ở trong đó, từng cái máy một ở trong đó. Có phần hướng dẫn ở phía sau lưng của cái hộp nữa. Để cho chúng ta biết cái cách sử dụng như là công dụng của mỗi cái máy khác nhau. Rồi. Rất là mỹ thuật, rất đẹp. Rất là mỹ thuật, rất là trang nhã. Tôi nghĩ món quà này mà chọn để mà tặng thì người nhận họ sẽ rất là thích thú, rất là vui, rất là happy. Rồi bây giờ thì mình sẽ hỏi về cái giá đúng không ạ? Dạ. 100 đồng. 100 đồng là tôi tính cả thuế, cả tiền shipping rồi. Mà quý vị ở xa, như nhiều lần anh Nguyễn Khôi nói, mình cũng phải ưu tiên cho các quý vị ở xa. Thành ra quý vị ở xa thì chúng tôi cũng gửi cho quý vị mà không tính thêm tiền gửi. Tức là 100 là xong hết rồi. Xong hết rồi. Tặng tiền shipping cho quý vị ở xa luôn nhé. Bữa trước tôi có nói như vậy thì những khách ở gần người ta bảo tại sao kỳ vậy, tôi đến tận đài mà cũng được quyền lợi như vậy, mà những người ở xa cũng được quyền lợi như vậy. Thì anh Khôi có bảo nếu quý vị dọn đi xa thì quý vị cũng sẽ nhận hàng từ chúng tôi mà free. Mà ngay cả quý vị ở San Jose mà quý vị bận rộn, quý vị nói như vậy thì chúng tôi sẵn sàng gửi đến tận nhà cho quý vị cũng free luôn mà. Dạ, không có tính tiền cước phí. Chỉ có cái nếu mà quý vị đến ngay đài thì thay vì phải chờ 2-3 ngày để bưu điện họ chuyển tới đó. Thì mình có thể có ngay trong ngày. Tại tôi có order luôn, cũng khá nhiều về đài rồi. Rồi bây giờ cái món quà tiếp theo mà tôi thấy anh giới thiệu cũng rất là hấp dẫn. Đó là một bộ trang điểm cho quý bà, quý cô. Mời anh Nguyễn Khôi. Không, thực sự cái này thì cũng là trang giới thiệu nó hay hơn. Nhưng mà quý cô chỉ biết là tôi rất thích cái bộ này. Tại vì nhìn cái hình dáng, cái màu đó cũng đẹp, mỹ thuật đẹp. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, nó cũng cái này nó rực rỡ hơn. Rực rỡ hơn và nó bắt mắt hơn. Và trông nó có vẻ làm cho cái cuộc sống này nó màu sắc nhiều hơn. Nó tươi màu hơn. Vâng, vậy thì tôi chỉ nói đơn giản tại cái này chúng tôi đã giới thiệu rồi quý vị nhé.
một bộ của nó như thế này. Trên này nó có tới 15 màu, đủ mọi loại màu cho quý vị. Quý vị có thể dùng cho mắt, dùng cho má, tức là phấn hồng đó, và dùng để highlight. Ok. Rồi mình còn một cái ngăn nữa là son, thì 2, 4, 6, 8. Tức là phấn và son. Đầy đủ những gì cần thiết để cho quý bà, quý cô làm đẹp. Và bên cạnh đó thì họ cũng tặng cho mình một cái case nhỏ như này. Mình đi đâu mình mang những cái màu nào mình cần, hoặc đi làm hàng ngày đó, mình cần thất chấp ở chỗ sở làm, thì mình lấy mình bỏ vào đấy, rồi nó rất là tiện lợi. Và ngoài ra thì trong cái bộ này họ cũng có hai cây mascara. Mình mua loại mascara tốt ở ngoài tiệm á, một cây cũng mấy chục đồng rồi. Mà đây là đồ của Đại Hàn. Quý vị không lo, không bao giờ Đại của Hương bán đồ China nhé. Đồ của Đại Hàn bây giờ rất là nổi tiếng, phẩm chất tốt mà giá rẻ. Họ có thêm tặng cho mình hai cây mascara. Nguyên một bộ như thế này, quý vị trả cho chúng tôi 100 Mỹ Kim. Là 100. Cũng là 100 luôn nha. Rồi. Cũng bao shipping luôn. Bao hết. Rồi bây giờ tôi nói tiếp đến cái này. Cái này thì thời gian khoảng một tuần nay đó, phải nói là tôi bán rất là nhiều. Bởi vì lý do đó, nó rẻ quá anh Nguyên Khôi, nó rẻ quá. Một lần sử dụng quý vị chỉ tốn có 3 đồng hoặc là đồng rưỡi. Nhưng mà cái này là cái gì cô đã cho phải nói? Cái này là tôi gọi là kem chống nhăn. Kem chống nhăn có nghĩa là mình có bao nhiêu những cái vết nhăn không cần thiết trên mặt mình. Mình chỉ việc mình xé cái miếng này ra, mình bôi thôi, mình chậm chậm nhẹ nhẹ giống như mình bôi kem, đó là một loại kem thôi anh, không có hại gì cho da hết nha. Quý vị chậm chậm bôi như này, cái này đàn ông cũng dùng được luôn. Nhưng mà nói cho nó một cái rõ ràng, nó không phải những cái loại kem chống nhăn bình thường, mà đây là kem chống nhăn cấp thời. Tức là bây giờ quý vị bôi trong vòng có 1-2 phút, quý vị thấy những cái vết nhăn đó ngay lập tức nó biến đi, da mình nó căng lên, rất là kỳ diệu. Tôi nói thật, lần đầu tiên tôi sử dụng tôi thấy, ủa, vậy là họ giới thiệu mình như vậy, là mình sử dụng mình thấy nó đúng như cái lời ta giới thiệu. Trong vòng 1-2 phút những cái đuôi mắt mà mình có vết nhăn đó hay trên trán này, nó căng cái da mình ra, nó rất là lạ anh Ngân Khôi. Và nó cấp thời, nhưng mà nó cũng có thể kéo dài được cả ngày, khoảng 7-8 tiếng đồng hồ, phải không? Từ 8 tiếng đến 12 tiếng. Từ 8 tiếng đến 12 tiếng. Một ngày làm việc, hoặc là quý vị đi một cái buổi party, hay là quý vị ra ngoài, hay chẳng hạn như hôm đó chúng ta có khách đến nhà chơi chẳng hạn như vậy, mình cũng muốn cho nó gọi là đẹp lão một chút xíu. Và mình đàn ông cũng phải muốn cho nó trẻ trung một chút xíu, và nhất là quý vị phụ nữ thì càng cần trẻ đẹp hơn. Đúng rồi. Muốn biến cái vết nhăn đi thì 7-8 tiếng đồng hồ, 8-10 tiếng đồng hồ. 8-12 tiếng. Tôi đang 12 tiếng mà mình làm trong vòng từ 2 phút là mình đã thấy cái kết quả rồi. Và chỉ nhắc với quý vị muốn cho nó mau thấm vô đó, lấy cái tờ giấy hơi dày chút, quạt như vậy. Mỗi lần căng da như vậy hết bao nhiêu tiền cô đàn cha? Wow, thẩm mỹ viện của tôi làm giá rẻ lắm anh ơi. Quý vị mà đi căng da hay chích cái gì botox rất là tốn tiền. Mà tôi nói thật, tôi không dám nói đụng chạm, nhưng mà riêng cá nhân tôi không dám đụng, hoàn toàn mình hơi sợ. Tôi hơi sợ, tôi không dám đâu, nhưng mà cái này tôi dám dùng. Tôi nói thật với quý vị, tôi có dùng cái này là vì lý do mình biết là an toàn. Cái yếu tố đối tôi quan trọng nhất là vấn đề an toàn. Tôi biết là an toàn, nó chỉ là một loại kem thôi. Và thứ hai, nó quá rẻ đi. Một lần dùng như vậy á, một miếng là dùng nhiều, là dùng thì cả mình nói một miếng đi. Cả mắt, cả trán, cả cổ, hết có một miếng 3 đồng bạc thôi. Còn nếu mà có những người họ không có nhăn nhiều, mấy cô chẳng hạn, mới có chút xíu cái vết nhăn đây, họ dùng một nửa. Ngày mai họ đi làm, họ dùng một nửa là mỗi lần có đồng rưỡi à? Tức là một miếng như vậy có 3 đồng thôi. Có 3 đồng thôi. Mua lẻ. Rồi bây giờ chẳng hạn, bây giờ tôi đến Đại Quý Hương, tôi mua, thay vì tôi mua một hộp, tôi mua 10 miếng, có bán không? Bán chứ. Tức là mình có thể mua 10 miếng chứ không cần phải mua nguyên hộp, phải không? Mua lẻ được, phải không? Dạ, mua lẻ được. Rồi, cái sản phẩm này thì những người nào dùng rồi họ rất là thích. Một hộp như vậy bao nhiêu miếng còn chăng? Dạ, một hộp như vậy là nó 50 miếng. 50 miếng, tức là nếu mình mua lẻ bình thường là 150 đồng. Yes. Còn nếu mà bây giờ một người nào đến bảo chứ tôi ở xa, tôi mua, tôi về chia cho bạn bè, nghe giới thiệu cái này, tôi mua nguyên một hộp luôn, thì có bớt được đồng nào cho khách hàng chắc không? Chỉ bớt có 10 đồng thôi. Tức là còn 140 đồng. Yeah. Free shipping. Rồi, cảm ơn anh. Tôi cảm ơn là vì tôi cầm lên cái bóp, và tôi nhớ là có mấy lần trước nhờ anh giới thiệu bóp á, cũng hấp dẫn lắm ạ. Nhờ anh giới thiệu mà tôi cũng bán được nhiều bóp, mời anh. Bóp thì, tôi quý vị đó là những... Bây trước hết nói về giá nha, 170 đồng.
có nhiều loại khác nhau mà nói chung là như vậy. Dạ, đi vâng. Tại vì nhưng mà riêng cái loại này là 170 đồng, một loại 170 đồng như cô đã giới thiệu với quý vị đó. Và cái bóp là cái vật dụng mà người phụ nữ không thể thiếu được. Họ có quá nhiều những thứ lỉnh kỉnh phải mang theo trong cuộc đời này. Ơi anh đổ toàn tiếng không tốt cho phụ nữ chúng tôi không à? Như là đâu chúng tôi thì đi đâu có cái bóp, cũng gọi là cái bóp nó nhỏ xíu rồi, dừng mấy thứ giấy tờ credit card là xong rồi, xe, thế là xong rồi. Cái bóp nhưng mà người phụ nữ mà họ chịu cái bóp nhỏ và nhỏ như vậy mà họ cầm họ ra khỏi nhà thì không an tâm, có vẻ không tự tin, không tự tin. Mà nhất là trên đường đi nó gặp thứ này cần phải mua, thứ kia cần phải sắm, thứ kia cần phải nhắc ông xã ở em mang cho anh, theo cho anh cái này, em cầm cho anh cái kia, vân vân, thì họ bỏ tất cả vào trong cái bóp của họ, cho nên đó là cái vật bất ly thân của người phụ nữ. Đúng rồi. Và biết được cái tâm lý đó cho nên những cái hãng sản xuất mà những cái túi xách tay như thế này là một cái kinh nghiệm rất lớn trong cái vấn đề thời trang của nữ. Có anh Trang để ý không, nếu mà cô đi mua, cô mua một cái bóp cho người đàn ông, cô vào một cái tiệm lớn như là Macy chẳng hạn như vậy, cô kiếm được giỏi lắm 4-5 loại bóp khác nhau là cùng thôi. Nhưng mà cái bóp, cái giỏ xách tay thì người phụ nữ cô vào cái gian này đi ngang qua cái nhà xe, cô thấy cả 100, 200, 300, 400 loại giỏ xách tay khác nhau. Miên man, cơ man nào mà kể cho hết. Thế thì đó, cái nào nhưng mà chọn? anh cứ bình tĩnh, anh nói tôi nghe giọng anh bắt đầu có vẻ phẫn nộ rồi. Không, ý tôi muốn đưa ra cái kết luận là thế thì làm cách nào để chọn một cái loại giỏ nó vừa đẹp, nó vừa mỹ thuật, hàng hiệu, tức là cái hiệu nó tương đối là nổi tiếng, vừa với túi tiền của mình và phẩm chất là của những cái quốc gia họ nổi tiếng về, họ có uy tín, họ có uy tín và họ nổi tiếng về mỹ thuật nữa. Như Đại Hàn chẳng hạn. Anh hỏi làm cách nào phải không? Làm cách nào gọi đến Đài quê hương. Exactly, thưa quý vị. Chúng ta có nhiều loại giỏ khác nhau, tại vì những lần trước tôi đã giới thiệu nhiều loại giỏ rồi và mỗi một cái giỏ nó có cái size nó khác nhau một chút xíu, cái kiểu nó khác nhau một chút xíu, cái giá khác nhau một chút xíu, thì quý vị cứ gọi vào Đài quê hương. Đặc biệt là nếu mà quý vị ở San Jose này, mời quý vị ghé đài thì có chức năng để cho quý vị chỉ cái loại nào quý vị thích, quý vị xem ưng thì quý vị mua, giá cả thì nó rất là rõ ràng. Còn nếu mà quý vị ở xa đó thì cứ gọi về đài, quý vị muốn cái loại 130 đồng cũng có phải không cơ? Dạ 150 đồng, 170 đồng, nhỏ hơn, dạ, nhỏ. Cái này là 170 đồng. Mỗi một set dạ. Như vậy là 3 miếng, thì quý vị một cái dạ. Túi lớn, một cái giỏ trung bình để đeo dạ, trên để vai đeo. Và một cái bóp để cầm dạ. Tay. Và cái này là đeo. Một bộ như vậy, xí soạn như vậy đó quý vị. 3 miếng. Mà chỉ có 150 đồng hay 170 đồng mà thôi. Nó có một số những cái màu tiêu biểu mà quý vị phụ nữ thường thích. Trước hết là màu đen. Màu đen là hầu như là rất là thông dụng. Dạ. Tại vì cái màu đen nó dễ mặc với bất cứ loại sắc phục quần áo nào vào mà thời trang mà màu như cô Lan Trang đang tôi đang mặc áo màu xanh. Đeo cái giỏ màu đen cũng rất là đẹp. Rất chẳng là dễ thương. Chị nào một cô nào mà mặc một cái áo màu ngay cả màu hồng đi chăng nữa đẹp màu cũng vẫn đẹp như thường. Thành ra tôi bán màu đen là nhiều nhất thì dạ, vâng. Có màu đen nhưng mà cũng có những cái màu khác nó hơi gọi là hơi rực rỡ một chút, nó đẹp hay là nó hơi lạ một chút xíu, có người thích là hơi thời trang. Tôi không thích đụng hàng. Có Đài quê hương có yeah, có những cái màu có những màu khác để cho quý vị lựa chọn. Mời quý vị ghé tới đài. Rồi bây giờ tôi chỉ nói vắn tắt cái loại bóp này ha, đó một cái tôi đeo như này, một cái giỏ sách này để tôi cầm tay. Mà quý vị nhớ là tất cả những cái này nó đều có một cái dây để cho quý vị có thể đeo mà không có tay không cần phải giữ đến. Đúng rồi, tại vì đôi khi mình đeo mình tay mình còn mắc công mình thí dụ và mình nói thí dụ và dắt đi trong ngoài cho nội hay là dắt em bé đi theo, hay là đôi khi có những người xin lỗi quý vị cũng làm cho cưng của mình đi theo chẳng hạn như vậy, dắt như các tay mình đâu có tay. Thành ra mình những cái loại này mà đài bán đều có một cái dây khác dây để mà đeo. Nó có cái mẫu sẵn này để chúng ta máng cái dây và dây máng vào trong vậy cái thôi. Dạ vâng. Ở trong cái bóp này. Rồi. Chúng tôi có loại này là 170 đồng và cái loại nhỏ hơn chút xíu, cái design nó khác chút xíu, cũng 3 miếng như vậy, 150 đồng. Và cũng có cả màu đen, nếu quý vị thích màu dạ, đen. Dạ có, dạ. Và chúng tôi cũng có những cái loại mà bóp ra thật, thật luôn á, rất là tốt, thì nó mắc hơn chút, 220 đồng. Một miếng thôi. Không, nó có thêm một cái bóp nhỏ. À, bóp nhỏ đó, 2 miếng đi. 2 miếng, thì 220 đồng. Hoặc là có cái loại mắc hơn chút xíu là 265 đồng, tất cả là da thật hết. Và tất cả đều là sản phẩm của Đại Hàn, quý vị nhé. Rồi, càng ngày thì tiệm tạp hóa quê hương càng có nhiều mặt hàng. Có lẽ chương trình lần tới sẽ có dài 1 tiếng rưỡi mà quý vị nhớ đón xem. Chúng tôi càng ngày càng có nhiều mặt hàng và càng ngày càng cần cái sự giúp đỡ của quý vị. Bởi vì quý vị hãy nghĩ như vậy, quý vị đằng nào cũng có nhu cầu mua những cái sản phẩm mà Đài đang bán á. Quý vị mua dùng chúng tôi. Dạ. Yeah. Chúng tôi cảm ơn quý vị rất nhiều, giúp thêm một chút ngân quỹ cho Đài, để Đài trước hết có thể nói theo cái từ ngữ bây giờ là tồn tại nhé. Và thứ hai, nếu
khá hơn một tí xíu về tài chính. Thì phát triển. Mỗi ngày phát triển thêm. Phát triển có nghĩa là chương trình hy vọng sẽ hay hơn. Hay hơn. Kỹ thuật nó sẽ tân tiến hơn. Yes. Vì, vì kỹ thuật quý vị cũng biết rồi. Máy móc nó thay đổi hàng ngày. Dạ vâng. Và chúng tôi cũng phải thay đổi theo cái nhu cầu của vấn đề kỹ thuật thôi. Dạ vâng. Rồi cảm ơn quý vị rất nhiều. Luôn luôn lắng nghe các chương trình của Đài Quê Hương. Nghe mà còn yểm trợ cho chúng tôi nữa bằng cách mua các sản phẩm của Đài. Vâng, rất cảm ơn quý vị và chúc quý vị luôn luôn có những giây phút thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân.